Trưa 9 tháng 1, sau 4 ngày đêm tung hàng trăm cán bộ chiến sĩ truy lùng, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Long An đã bắt được nghi phạm giết người tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh rồi chạy về huyện Bến Lức, tỉnh Long An, trốn vào khu đất um từng cây cỏ rộng hàng trăm hecta. Nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1997, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt khi đang lẫn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Trước đó, khoảng hơn 10 giờ ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la bên trong một quán cà phê ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy của nạn nhân với tốc độ nhanh. Nghi vấn, người dân gần đó đến kiểm tra thì phát hiện chị NTHB, 22 tuổi, nhân viên quán bị thương. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên chị B đã tử vong. Nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, nghi phạm tiếp tục đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy đuổi để bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, khi đến đoạn qua xã Lương Hòa, nghi phạm liền bỏ xe máy lại bên đường rồi chạy xuống một khu đất rộng toàn cây dài ôm tùm. Trong nhiều ngày đêm, 6, 7, 8 và 9 tháng 1, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Long An đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và dân phòng tại địa phương bao vây khu vực nghi phạm giết người đang lẫn trốn. Thậm chí lực lượng chức năng còn sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để truy tìm nghi phạm. Ngoài ra, người dân sinh sống quanh khu vực được đề nghị cảnh giác khi phát hiện khả nghi thì cần báo ngay cho cơ quan công an.